Vào khoảng năm 1988, nhà ngoại mình trồng rất nhiều cây ăn trái, nào mận, mít, me, xoài, vú sữa, thanh long. Nguyên cả khoảng sân trước đều là cây trái um tùm. Đi ra khỏi khoảng sân đó là đồng ruộng mênh mông, phía xa xa mới có vài cái nhà. Ngoại mình có 9 người con, mẹ mình là người thứ tư trong gia đình. Dì hai bây giờ đã có gia đình và ra ở riêng. Một số cậu dì lúc này đã lớn và đi làm xa. Nhà đông người vậy, nhưng lúc đó chỉ có mẹ mình, dì Sáu và cậu Út, lúc này 1-2 tuổi gì đó, và ông bà ngoại ở nhà thôi. Trước nhà có một cái giếng. Lúc trước ông ngoại đào để lấy nước sử dụng và lấy đất đắp nền nhà. Nhưng nghe kể lại là đào rất sâu mà không có một giọt nước nào. Còn đất thì đem làm nền nhà hết rồi, nên không lắp cái giếng đó lại được. Chỉ che đậy sơ sài bằng những cành cây khô chồng lên nhau, và rồi cũng bỏ hoang. Kỹ bên cái giếng là một cây vú sữa to lắm, nhưng mà chẳng bao giờ có trái cả. Cách cây vú sữa chừng 3 mét là cây me, cũng cao to không kém. Những ngày hè nắng nóng, nó như một tài sản vô giá, vì những tán cây rợp bóng mát che hết cả khoảng sân nhà. Nhưng đêm đến thì nó vô cùng quái dị. Những tiếng gió rít qua cành lá, những tiếng tắc kè, tiếng chim kêu en ngát phát ra trên cây lúc nửa đêm, khiến ai cứng rắn lắm cũng phải giật mình. Ở quê, lúc ấy nhà ai cũng khoảng 7-8 giờ là đi ngủ hết. Phần không có điện, thức khuya lại tốn thêm dầu châm đèn. Phần đi làm mệt cả ngày và ngủ sớm để khuya dậy đi cạo mũ cao su. Đêm đó, bà ngoại đang ngủ thì nghe tiếng gió ngoài trời rất to, làm cây cối xung quanh lao xao như trời sắp đổ mưa. Bà nghĩ thầm, trời mưa thì hôm nay không đi cạo mũ cao su được rồi. Nhìn đồng hồ treo trên tường thì thấy cũng hơn 1 giờ sáng. Bà mới mở cửa ra xem có mưa thật không. Nhưng kỳ lạ, bà vừa mở cửa ra thì không còn nghe tiếng gió nữa. Nhìn lên trời thì trăng sáng vành vành, không có một dấu hiệu gì của trời mưa cả. Bà nghĩ chắc là do bà ngủ mơ mới nghe ra như vậy. Bà không nghĩ gì thêm và vô nhà kêu ông thức dậy đi cầu mũ. Ông mới hỏi, sao hôm nay bà dậy sớm vậy? Bà mới trả lời, đang ngủ, tự dưng nghe mưa gió ầm ầm tới, tôi mới mở cửa ra ngoài xem sao. Ông bực mình chửi bà, nói bà lãng tai, chứ trời này mà mưa gió gì. Rồi hai người chuẩn bị mọi thứ lên đường đi cầu mũ. Được một lúc, cũng không biết lúc ấy là mấy giờ, mẹ lại giật mình thức dậy vì nghe tiếng gió ầm ầm ngoài sân, như sắp có một trận bão tới. Mẹ nghĩ trời sắp mưa, sao ông bà còn không về? Mưa tới, sao mà cạo mũ được? Cũng như bà lúc nãy, mẹ mình mở cửa bước ra sân, tiếng gió vẫn còn. Mà quái lạ, hình như gió chỉ thổi trên ngọn cây. Mẹ nhìn xung quanh cây mít, cây mận, vẫn im lìm, không một chút lay động. Nhưng mà cây vú sữa kế bên cái giếng, nó cứ rung lên, như có ai ở dưới ôm gốc cây mà rung. Mà ai lại có sức khỏe phi thường để mà rung cây to như vậy. Mẹ sợ quá, chạy vào nhà đóng cửa lại. Bên ngoài, tiếng động trên ngọn cây vú sữa vẫn phát ra. Dì Sáu lúc này khoảng 14-15 tuổi, em của mẹ cũng thức và chạy ra hỏi mẹ mình, mưa tới hay gì mà gió lớn vậy? Mẹ nói nhỏ giọng run run, không có mưa, tao ra xem thì trời trống lắm, không có chuyện mưa, cũng không có gió luôn, mà tự dưng cây vú sữa kế cái giếng nó rung lên quá trời. Nghe mẹ nói xong, dì Sáu cũng hé cửa nhìn ra cây vú sữa rồi té xỉu. Mẹ mới hoảng hồn bế dì Sáu vô buồng xoa dầu, sợ dì Sáu trúng gió. Mà nhà thì giờ không có người lớn, mẹ không biết kêu ai, cứ xoa dầu. Một lát thì dì Sáu tỉnh dậy. Dì Sáu khóc nhiều lắm, cứ ôm mẹ mình và khóc. Mẹ hỏi sao vậy mà cứ lắc đầu rồi khóc.
làm mẹ mình không biết sao cũng khóc theo luôn. Đến khi mệt quá thì hai chị em ôm nhau ngủ tới sáng, mặc cho ngoài kia là cái thứ gì đi nữa. Sáng hôm sau, khi có đầy đủ mọi người ở nhà, dì Sáu mới dám kể lại hôm qua nhìn thấy cái gì mà sợ đến như vậy. Dì Sáu nói khi nghe mẹ mình nói cây bú sữa có vấn đề nên dì cũng nhìn ra thử. Một cảnh tượng vô cùng ghê rợn. Một người đàn bà mặc bộ đồ bà ba màu nâu, loại quần áo ngày xưa người ta mặc, đang ngồi trên cây vú sữa. Điều kinh hoàng hơn nữa là bà ta bị cụt đầu, hai tay đang ôm cái đầu máu me, tóc dài xõa xuống. Vừa thấy cảnh tượng ấy, dì xỉu luôn. Nghe dì kể xong, ông ngoại và mấy cậu không tin, còn nói dì Sáu mình giỏi tưởng tượng. Nhưng mẹ mình và bà ngoại thì cũng phần nào biết được tiếng gió thổi hôm qua từ đâu mà ra. Mẹ mình định lên tiếng nói cũng thấy điều bất thường tối qua, nhưng bà ngoại ngăn lại. Bà nói giờ có nói cũng không ai tin đâu, cứ để một thời gian nữa xem sao. Chiều hôm đó, ngoài mua ít bánh tây ra góc phố sữa cúng, ngoài khấn những người nào khuất mặt khuất mày, chúng tôi không phạm tới các người, xin đừng hù dọa chúng tôi nữa. Sơ ra 16 chúng tôi cúng cho. Rồi bà đi vào nhà. Cứ tưởng mọi chuyện trở nên êm đẹp, nhưng khoảng 2 tuần sau, lúc này cũng khoảng 10 giờ tối, ông ngoại mình ra sân đi tiểu. Khi vừa bước vô tới thềm nhà, ông vô tình nhìn lên cây vú sữa. Ông giật mình muốn la lên, nhưng miệng không phát ra nổi một lời nào, chỉ ú ớ vài câu. Và điều kinh khủng ông thấy cũng như dì Sáu kệ, một người đàn bà cụt đầu, hai tay ôm cái đầu máu me, tóc dài xõa ra. Bà ta nhảy từ cái vú sữa xuống giếng. Mặc dù ở miệng giếng đã được che lại bằng những cành cây khô, nhưng không phát ra một tiếng động nào cả. Chứng kiến cảnh tượng quá hãi hùng đó, ông nằm liệm đi trước cửa. Tới giờ đi cầu mụ, bà thức dậy nhưng không thấy ông đâu. Bà mới bước ra cửa tìm thì thấy ông nằm ở trước hàng ba. Bà la lên là mẹ mình và dì Sáu thức dậy, rồi ba người mới xoay dầu. Một hồi ông tỉnh dậy, ông cũng không nói với ai lời nào. Sáng hôm sau, ông kêu bà mua gì ra đó cúng đi, và kể lại đầu đuôi câu chuyện mình chứng kiến. Ai cũng sợ tái xanh mặt. Còn dì Sáu là người tận mắt chứng kiến, dì khóc nhiều lắm. Bà nói bữa con Sáu bị nhát, tôi có cúng rồi, mà sao người ta không chứng cho mình. Ông với bà nhìn nhau thở dài. Cũng từ hôm đó, ông bà chờ tới gần sáng mới đi cầu mụ, phần không muốn nhìn thấy cái thứ quái gì đó, phần quan trọng là không dám để mẹ mình, dì Sáu và cậu Út ở nhà một mình trong hoàn cảnh như vậy. Càng ngày mọi người không chỉ nghe tiếng gió lao xao trên cây vú sữa, mà còn nghe tiếng người chạy lợp đợp trên mái nhà, tiếng gõ vào mái ngói kêu lộc cộc cả đêm. Không ai dám mở cửa nhìn lên trên mái nhà, đặc biệt là nhìn lên cây vú sữa nữa. Cả ngày đi làm về mệt, chỉ mong có giấc ngủ ngon cũng không được. Sức chịu đựng con người có giới hạn. Vào một đêm, ông lấy hết can đảm chạy ra ngoài sân hét to: mày là quái quỷ gì mà cứ phá nhà tao hoài vậy? Sao không để nhà tao yên? Lúc này bà ngoại, mẹ mình và dì Sáu cũng chạy lại khe cửa nhìn ra. Ông vừa nói xong câu đó, từ trên nóc nhà, một người phụ nữ ôm cái đầu máu me, tóc dài, nhìn xuống ông với ánh mắt vô hồn. Ông sợ quá nên chạy vô nhà. Vào nhà, ông nói với bà phải tìm cách giải quyết, chứ không thể để hoài như vậy được, có ngày đứng tim mà chết. Những đêm sau đó, mọi chuyện vẫn như cũ, vẫn tiếng động trên cây, trên mái nhà. Có một đêm, dì Sáu nằm mơ. Trong mơ, dì Sáu thấy mình đang ở nhà. Rồi có một người phụ nữ nhìn không rõ mặt tới dắt dì đi chơi. Nhưng chưa kịp đi
thì bị nhiều người ở đâu kéo tới bắt bà ta đi. Và dì thức dậy. Nhiều đêm sau, dì vẫn mơ thấy giấc mơ đó. Dì mới kể lại với bà ngoại và mọi người trong nhà. Chuyện của nhà ngoại mình bây giờ không chỉ gói gọn trong nhà nữa, mà cả hàng xóm xung quanh ai nấy đều biết. Rồi có bà hàng xóm qua khuyên nên đi coi thầy xem sao. Nghe nói có ông thầy Năm gì ở Thủ Dầu, nổi tiếng là giỏi chuyện tâm linh, cứ xuống coi thử một lần. Ngày hôm đó, ông bà mới hỏi đường tìm tới ông thầy kia. Người đến trừ tà, người đến tạ lễ, người đến cầu may đủ cả. Phải đợi tới trưa thì mới tới lượt ông bà mình. Ông bà mình kể lại hết đầu đuôi câu chuyện. Ông Năm mới lên bàn thờ thắp nhang, đọc lẩm nhẩm gì đó, rồi ông xin theo ông bà mình về nhà. Đi vòng quanh nhà, Nhi hiểu ra được điều gì. Ông nói, thác ở đâu thì bây giờ gỡ đó. Rồi ông mới giải thích, ngày xưa, cách đây mấy trăm năm, thời phong kiến, không biết vì sao, người đàn bà này bị người ta chặt đầu tại mảnh đất ở ngay cái giếng mà ông ngoại mình đào. Vì sợ bà này chết hiện về báo thù, nên ở ngay chỗ đó, người ta có yểm một lá bùa giam giữ bà ta ngay tại chỗ cái giếng ấy. Vô tình, ông ngoại mình đào lá bùa yểm đó lên mà không biết. Cũng từ đó, hồn ma bà ta được giải thoát ra ngoài. Vì không siêu thoát, nên bà ta cứ lẩn quẩn quanh cái giếng và cây vú sữa. Ngày hôm sau, ông thầy qua nhà ngoại mình lập bằng lễ cúng để vong hồn bà ta được thanh thản mà siêu thoát. Ông ngoại mình lắp cái giếng lại luôn và cũng chặt bỏ cái vú sữa. Từ đó, mọi người không thấy bà ta hiện về nữa. Cho đến sau này, gốc cây vú sữa vẫn còn đó, như một minh chứng cho những điều quái dị của quá khứ.